chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. God Usopp, siêu dạ thủ của băng hải tặc Muzum, là cựu thuyền trưởng của băng hải tặc Usopp. Anh sinh ra tại làng Sirup, là con trai của xạ thủ Jashop của băng hải tặc Tứ Hoàng Xanh Tóc Đỏ. Usopp sinh ngày 1 tháng 4, là ngày cá tháng 4, nên anh rất hay bốc phét trêu chọc mọi người, trái ngược với tính cách hèn nhát. Ước mơ của anh là trở thành một chiến binh dũng cảm của biển khơi, giống như cha mình, sống để theo đuổi ước mơ đó. Usopp là thành viên thứ 3 gia nhập băng Muzum. Tiền thưởng đầu tiên của Usopp là 30 triệu berry sau sự kiện tấn công vào NS Lobby dưới biệt danh là Soge King. Sau sự kiện ở Dressora, Usopp đã góp công rất lớn vào chiến thắng đó khi hạ gục Sugar, thành viên cực kỳ quan trọng của băng hải tặc Don Quixote, giải thoát toàn bộ người dân và chiến binh bị biến thành đồ chơi. Usopp là một xạ thủ tài năng được thừa hưởng từ cha mình. Usopp có khả năng tấn công tầm xa khủng khiếp bằng súng cao su vũ khí ưa thích của mình. Ngoài ra, anh còn sử dụng thành thạo các loại đại bác, pháo của hải quân. Anh còn đảm nhiệm vị trí điều khiển và bảo dưỡng các loại vũ khí súng đạn trên tàu như pháo ga ông ở đầu tàu và pháo Coupe de Burst. Nhưng trong băng Muzum, Usopp lại bị xếp vào bộ ba yếu đuối và sức mạnh của anh cũng bị lép về hơn so với bốn con quái vật trong băng. Nhưng liệu có phải anh phế hoàn toàn không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sheldon Nation. Hôm nay, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu top 7 người bị Usopp yếu đuối đánh bại và giành chiến thắng trong One Piece nhé. Thứ 7, Jango. Jango là một cướp biển kiêm một nhà thôi miên của băng hải tặc Black Cat. Có thể chắc ram sắc như dao cạo của anh ta gây nguy hiểm cho những người không biết chiến đấu, còn đối với những người có kinh nghiệm chiến đấu thì nó chỉ là một trò trẻ con mà thôi. Với khả năng thôi miên của mình, Jango có thể khiến người khác trở nên điên cuồng tấn công đối thủ mà không quan tâm tới thương tổn trên cơ thể. Có điều, kỹ thuật này từng khiến Ruffy điên cuồng phá hủy cả con tàu của Jango và đồng đội của hắn. Khi Jango đi vào rừng để đuổi Usopp, bọn trẻ băng hải tặc của Usopp đã ra và chiến đấu với Jango. Nhưng bọn trẻ dễ dàng bị đánh bại dưới tay Jango. Thuyền trưởng Usopp đã xuất hiện kịp lúc với tài bắn tỉa của mình. Jango đã bị Usopp bắn đạn xuyên táo. Ngay lập tức Jango đi hít mùi đất cho quen. Thứ 6, Spandam. Spandam là một kẻ có tính cách khá trẻ con và hơi vụng về khi từng ấn nhầm Buster Call. Spandam cũng thuộc tiếp người tàn nhẫn và có khả năng nói dối khá cao khi đổ toàn bộ lỗi lầm vụ NS Lobby cho nhóm Lucy. Spandam vừa là chỉ huy của CB9, vừa là người cai quản đảo tư pháp NS Lobby, nhưng hắn lại khá yếu đuối khi chỉ số Doriki chỉ có 9 mà thôi. Spandam là một kẻ bất tài. Vị trí của hắn bây giờ là do được thừa kế từ cha của mình. Spandam thiếu tất cả năng lực chiến thuật và chiến đấu mà người ta mong đợi ở vị trí của mình. Nhưng bù lại, Spandam sở hữu một cây kiếm đã được cấy trái ác quỷ Jojo Nomi, giúp Spandam có thể ra lệnh cho cây kiếm tấn công kẻ địch. Hắn là một người ngạo mạn và tàn nhẫn, đánh đập vài ngạ Robin. Nhưng thật không may, xạ thủ của băng Muzum đã bắn liên tục vào mồm hắn từ khoảng cách rất xa. Usopp đứng trên nóc của tháp tư pháp, bắn liên tục những viên đạn vào mồm Spandam, khiến hắn và quân lính của mình không biết là đạn từ đâu bay tới. Cứ thế liên tục cho tới khi Spandam bị bắn gục với những phát bắn chuẩn xác từ Usopp. Đây cũng là một chiến thắng khiến tài thiện xạ của Usopp được củng cố thêm phần nào. Thứ 5, Chell. Chell là một người cá nên sức mạnh cơ bản của hắn lớn hơn ít nhất 10 lần so với người thường. Trong phần công viên Along, Usopp ngoài khả năng dùng súng bắn tỉa thì không hề có khả năng gì nổi trội. Chính sự khác biệt về sức mạnh giữa hai người khi đó mà Chell được tính vào danh sách này. Usopp, một người rõ ràng yếu thế hơn, lại có thể đánh bại Chell. Usopp là một người tháo vát, nhanh nhẹn, hiểu biết về kỹ thuật trước khi Frankie gia nhập thì anh là một chuyên gia chịu trách nhiệm cơ khí và máy móc duy nhất trên tàu. Usopp có tư duy chiến thuật rất tốt, phân tích tình hình một cách tỉ mỉ và khéo léo, đáng kinh ngạc, có khả năng chém gió lừa gạt đối thủ một cách ảo diệu trong chiến đấu và đánh bại ngay cả những đối thủ mạnh hơn mình. Bản thân là một người cá nên về sức mạnh thể chất, Chell vượt trội hơn Usopp nhiều. Tuy nhiên, bằng mánh khóe của mình, Usopp đã đánh bại Chell bằng búa, chai sake, súng cao su và giành chiến thắng. Thứ 4, Metaphor và Miss Merry Christmas. Metaphor là đối tác của Miss Merry Christmas. Ông rất lề mề, chậm chạp. Ông dường như không có khả năng tự suy nghĩ trong tất cả mọi việc mà chỉ làm được những việc do đối tác của ông sai bảo. Ông thậm chí rất khỏe, có thể vung cây gậy bóng chày 4 tấn một cách dễ dàng. Tuy nhiên, do sự chậm chạp của ông, nếu không có Miss Merry Christmas điều khiển, ông không thể làm được việc gì. Metaphor và Miss Merry Christmas phối hợp trong chiến đấu rất tốt. Metaphor có thể sử dụng đường hầm của Miss Merry Christmas để bất ngờ tấn công đối thủ. Miss Merry Christmas có thể giữ chân đối thủ và kéo đối thủ đến gần Metaphor để ông tấn công trực tiếp bằng cây gậy bóng chày của mình. Nhiệm vụ của Metaphor và Miss Merry Christmas là bắt cóc Nefertari Cobra và họ đã hoàn thành. Sau đó họ cùng làm nhiệm vụ với các nhân viên khác là ngăn chặn Nefertari Vivi đến chỗ quân nổi loạn. Họ đã đuổi theo sau Sanji và Tony Chopper. Đầu tiên, Chopper phải chiến đấu với họ một mình, còn Sanji rời khỏi đó để tìm Vivi. Nhưng sau đó Usopp đã đến hỗ trợ cho Chopper trong cuộc chiến với cặp đôi này. Trong suốt cuộc chiến với Usopp và Chopper, ông đã làm Usopp bị thương nặng bằng cách đòi tấn công phối hợp với Miss Merry Christmas. Nhưng sau đó, Usopp đã lừa ông tấn công nhầm đối tác của mình. Sau đó, Usopp sử dụng sừng của Chopper như súng cao su,
đánh bại Mr. Four bằng cách bắn cây búa vào người ông. Cả hai người cuối cùng bị hạ gục bởi quả bóng chày cuối cùng mà Lasso ho ra phát nổ. Thứ ba, Daddy Masterson. Khi băng mũ rơm đến một thị trấn lớn là thị trấn cuối cùng trước lối vào đại hải trình, Locktown, nơi Gold Roger được sinh ra và cũng là nơi thực thi án tử hình dành cho ông. Cả nhóm đi tham quan thị trấn và mua thêm những thứ cần thiết. Tại đây, Usopp đã mua được một chiếc kính phục vụ cho việc bắn tỉa của cậu. Cậu cũng được thử sức với một người tên là Daddy Masterson và nghe kể về cuộc gặp gỡ của ông với cha cậu Jashop. Ông đã từng thách thức Jashop và bị thua nên quyết định chấm dứt sự nghiệp khi đó. Lần này, ông ta tiếp tục thách đấu con trai của Jashop trong một cuộc thi và không may thua cuộc theo cách tương tự. Mặc dù đây không phải là trận chiến chính, Usopp không có cơ hội nhiều để thổi phồng kỹ năng của mình, nhưng đây là một trong những câu chuyện được yêu thích nhất trong anime và có lẽ minh chứng rõ ràng nhất cho kỹ năng bắn tỉa của anh. Thứ hai, Perona. Với việc sử dụng trái cây ác quỷ của mình, Perona có thể tạo ra bóng ma và hình thành một mạng lưới ma. Cô ấy có thể tạo ra một hoặc nhiều bóng ma dựa trên tinh thần của mình và chia tách nó thành nhiều bóng ma và có thể nhập trở lại cơ thể của mình bất cứ khi nào cô ấy muốn, sử dụng khả năng này để hình thành dạng bóng ma. Perona có thể nhìn thấy và nghe thấy bất cứ điều gì mà những bóng ma nhìn thấy và nghe thấy, có thể sử dụng khả năng này làm gián điệp. Một khả năng nữa của Perona là tạo ra bóng ma có thể phát nổ, làm cho các bức tường đá bị nổ tung và một con ma khổng lồ, thậm chí còn mạnh hơn. Cô ấy còn có thể tạo ra một bản sao của mình mà không hề bị tổn thương bởi bất cứ đòn tấn công nào. Cô ấy có thể đi qua các vật thể rắn ở dạng này, mặc dù cô không thể làm hư hỏng nó và cô ấy cũng có thể thay đổi kích thước. Tuy nhiên, trong khi cô đang làm việc này, cơ thể thật của cô vẫn bất tỉnh và dễ bị tổn thương. Để tránh điều này xảy ra, cô thường trốn kỹ ở đâu đó trước khi sử dụng năng lực này. Khi một con ma đi xuyên qua một người, tất cả tinh thần và ý chí sống của người đó sẽ giảm mạnh, thậm chí còn tỏ ra hối hận, khiến họ trở thành một mục tiêu dễ dàng. Tuy rất hiệu nghiệm với những kẻ mạnh, những người có tư tưởng lạc quan, nhưng Horohoro no Mi lại hoàn toàn vô dụng với những ai luôn có suy nghĩ tiêu cực và bi quan. Vì thế nó dường như bất lực trước Usopp, một anh chàng luôn có suy nghĩ từ bỏ cuộc chiến ngay từ khi nó bắt đầu. Cô đã hết sức tiêu cực nhưng vẫn tiếp tục kiên trì với việc sử dụng quyền năng của mình chống lại Usopp ngay cả khi cô ấy đã không thành công. Không những thế, Usopp còn thành công đánh bại đội quân zombie của Perona và sử dụng các kỹ năng bắn tỉa, mánh khóe tốt nhất của mình để hạ gục cô nàng này. Thứ nhất, Sugar. Vẫn chưa biết gì nhiều về tính cách của cô, nhưng từ khi cô ta giúp đỡ Doflamingo tiếp quản vương quốc Dressora và biến đổi rất nhiều thường dân trở thành đồ chơi, mặc dù biết rằng bất cứ ai quen biết những người này đều sẽ quên lãng tất cả quá khứ về họ, Sugar có thể được xem là một người có những động cơ xấu xa. Giống như cái tên của mình, Sugar dường như rất thích ăn đồ ngọt. Cô còn được nhìn thấy những dấu hiệu của các hành động trẻ con. Sugar có năng lực của Hobi Hobi no Mi cho phép cô ta biến con người trở thành những món đồ chơi, cũng như xóa bỏ mọi ký ức của những người họ từng quen biết và cả chính bản thân họ. Được biết rằng người sử dụng sẽ không già đi một khi đã ăn trái ác quỷ này. Trong khi trận đấu đầu tiên của Sugar với Usopp không rõ ràng về kết quả và chỉ là may mắn, thì cuộc đụng độ thứ hai chiến thắng và thật sự đã thuộc về Usopp. Trong lần đụng độ với băng mũ rơm, thì trước khi Sugar có thể chạm vào Ruffy và Law, thì Usopp đã cảm nhận được và nhắm bắn một phát chuẩn xác từ khoảng cách rất xa, khiến Sugar ngất đi. Và cũng chính lúc này, anh đã mở khóa được Haki quan sát của mình. Các bạn vừa xem xong top 7 người bị Usopp yếu đuối cho ăn hành. Các bạn thích ai nhất thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.